Mà rõ ràng nhớ mắt mình nhìn vào ô trong sạch mà nó lại cứ đầu cứ nghĩ sang ô tham nhũng là thế nào? Hay là anh có vẻ bị hoa mắt ạ? Vâng, tôi sẽ giúp anh. Anh giúp ạ? Đây là chiếc bằng đèn. Úi giời. Tôi sẽ bịt mắt anh lại để cho anh đỡ phải nhìn ô trong sạch để nghĩ rằng tham nhũng. Vâng. Ôi giời. Anh thấy thế nào ạ? Đầu nó trong trong lắm. Anh còn lo lắng nữa không? Vâng, cảm giác cũng hơi hồi hộp thôi nhưng mà không không còn lo lắng gì nữa rồi. Vâng, anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi sẵn sàng rồi. Nghiêm! Đằng sau quay! Nâng súng! Lên đạn! 3, 2, 1! Ôi trời! Anh ơi! Cho em đi thay quần. Tại sao lại thay quần? Dạ, em bính nhà quần rồi.